Hello, xin chào anh chị và các bạn. Rất vui được gặp gỡ anh chị và các bạn trong video này. Tôi là Minh Sang, tên đầy đủ của tôi là Vũ Minh Sang. Và tôi muốn nói đến một cái bối cảnh, một không gian như một cái cơ hội mà giúp cho Minh Sang đã ngộ ra rất là nhiều điều. Đó chính là chương trình Camp. Vậy Camp là gì? Tại sao những người đi qua Camp lại tuyệt vời, họ lại cảm thấy thay đổi? Đầu tiên là tôi không có tin điều này. Tôi nghĩ rằng một cái chương trình Camp gồm có 3 ngày 2 đêm thì làm sao có thể truyền được con người, làm sao có thể thay đổi như vậy. Những lời thầy, những người đồng đội của tôi, họ đã chia sẻ điều đó. Và cho đến khi tôi đã vượt qua tất cả những nghi ngờ đó, tôi cho phép bản thân mình được trải qua cái kỳ Camp. Và kỳ Camp đầu tiên tôi đã phải bay từ Buôn Ma Thuột ra tới Hòa Bình. Và sau đó là di chuyển lên đến Hà Nội. Đi rất nhiều nơi như thế để tham dự một kỳ Camp. Và kỳ Camp đó tôi nhớ như in nó ở Ba Vì. Đó là kỳ Camp đầu tiên mà tôi được tham dự. Và tôi thực sự thấy rằng là Camp mà mình đã từng bước qua như thế. Nhưng mà khi mà thực sự khi bước qua kỳ Camp đó, tôi mới cảm nhận được rằng vô cùng tuyệt vời. Nếu như các anh chị đã từng học những lớp phát triển bản thân offline, các chị nhận được 100 giá trị, thì đi tôi đi Camp có thể mang đến 300% giá trị cho anh chị. Đến chúng ta đã trải qua Camp. Và thực sự ở Camp tôi đã cảm nhận được rất nhiều. Tôi đã học rất nhiều nội dung này, tự ngộ ra chính mình. Và điều rồi tôi đã đập tan được cái tôi bé nhỏ. Và ngay từ bản thân bước vào Camp tôi cũng không tin. Và điều rồi khi bước qua Camp rồi tôi mới thấy rằng tâm hồn của mình nó được rộng ra, tim mình cũng được nới ra rất là nhiều. Và từ đó tôi cảm thấy rằng cuộc sống của mình nó tuyệt vời hơn, mọi sự hanh thông hơn rất là nhiều. Năng lượng cũng đang tuôn tràn mạnh hơn bần hết khi mà chúng ta đi qua Camp. Và đó là những điều mà Sang muốn nhắn gửi cho anh chị em. Nếu như anh chị em đang muốn tìm một môi trường để phát triển bản thân, anh chị em đang muốn tìm một công cụ để khai phá được sức mạnh bên trong của chính mình, thì hãy cho phép bản thân mình tham dự bất kỳ cái Camp nào mà anh chị nhận được cơ hội và có duyên đến với Camp đó. Camp không phải là nơi dạy dỗ gì hết, mà Camp là nơi trải nghiệm để chúng ta tìm về chính bản thân mình, tìm về con người siêu anh hùng trong bản thân mình. Vì vậy, nếu như tất cả chị em chúng ta còn nghĩ ra những điều gì đến Camp, mong muốn chúng ta bản thân mình tốt hơn, mong muốn những người thân bên gia đình của mình tốt hơn, hãy cho các bản thân mình đến các kỳ Camp. Tại vì Camp nó là nơi huấn luyện để chúng ta trở thành con người tuyệt vời nhất, phiên bản tuyệt vời nhất của chính bản thân mình. Cảm ơn tất cả chị và các bạn đã theo dõi video này. Và chúc tất cả chúng ta sớm tìm được những cái kỳ Camp tuyệt vời mà chúng ta có thể cho phép bản thân mình thay đổi cuộc sống. Xin cảm ơn.